Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ có mặt đây và hướng dẫn cho các bạn vũ đạo mới nhất của Lisa nhóm Blackpink. Các bạn cùng tham gia mình nhé. Rồi bây giờ chúng ta đến với động tác đầu tiên. Bắt đầu tiên chúng ta quay người lại phía sau khớp gối này. Chúng ta đưa tay, hai tay của chúng ta để từ mông, chúng ta bước từ mông bước lên. Ta ngồi xổm nhé các bạn, chống chân, các bạn ngồi quỳ, các bạn quỳ quỳ thấp nhé. Và đưa lên, tay đưa lên từ từ. Tiếp đó bước qua tóc, chúng ta bước qua tóc và tay đưa lên má, tay của mình này, đưa lên má của mình vuốt lên và mở tay trên của mình, chúng ta sẽ mở trước là chúng ta mở ống cung và tay còn lại, tay trái đấy mình sẽ đặt xuống đất này, 1 2 3 4 và thu tay về, tay phải mình sẽ vòng qua đầu và đổi. Chúng ta đưa cái gót chân, dùng đầu gối của mình nhé, đầu gối của mình di chuyển chân của mình ngồi hẳn xuống để mông của chúng ta ngồi chạm đất luôn, và chân phải ta ngước lên, chân phải chúng ta nhô lên. Các bạn cho mình góc 90 độ nhé, 90 độ. Thì lúc đó thì tay trái của chúng ta chống đúng không? Chống, các bạn chỉ cần đưa trượt và để sao cái cửa tay của mình, cái tay của chúng ta chạm xuống đất, trượt từ chạm xuống đất. Đó là chân của chúng ta này đang ở góc 90 độ. Các bạn có thể bám vào đế giày nhé, đế giày và từ từ trượt xuống. Chúng ta đưa chân lên, chuỗi tay chạm đất và đưa thẳng chân lên. Chúng ta thẳng nhất có thể nhé, và đá một đá các thu về và đá đó, và xoay đầu, lúc này đầu của mình xoay hàng trước này, xoay ra và chân, lúc này chân trái của chúng ta làm trụ nhé, chân trái hai tay chúng ta chống ta quay đầu nhé, chân trái trụ và đưa thẳng lên thẳng cả hai chân này, nhìn chân của mình này như mình đang hít đất, chuẩn bị hít đất đó các bạn, và chân bên trong của mình chân phải nhé, đưa ra từ từ đó, ta đang ở trên này đúng không, đang tư thế chống đẩy này, đưa chân đầu bên trong ra, đưa ra, chú ý cho mình nhé, chân trái các bạn càng thẳng càng tốt, khi mà chạm đến đây rồi, mông của mình chạm đến chân rồi, tay phải của mình đang chống trên đất đúng không, chân trái chúng ta thu lên, các bạn có thể thẳng cái chân bên trong mình ra nhé, thẳng ra đó, và tiếp theo tay của mình này trượt xuống, chúng ta làm đúng tư thế cho mình nhé, tư thế này, và dần dần thu chân này về và chúng ta lăn. Rồi kết thúc động tác vừa rồi, chúng ta nằm xuống và tay chúng ta sang ngang đó, theo chân phải chúng ta co lên đúng không, co lên và chúng ta chân trái này, duỗi xuống đồng thời chân trái đưa lên, đó chỉ có hai nhịp thôi. Nào, 1 2 các bạn cứ đưa cho mình nhé, chân phải đang co này, 1 2 đó, và tiếp tục tay mình lấy tay làm trụ nhé, chúng ta chống tay lên và đưa cái chân ở trong của mình, chân trái của mình lên trước. Mình có thể lấy tay của mình để trước ngực, chúng ta để trước ngực, còn chân còn lại là lấy đà, chúng ta lấy đà để vòng ra sau, các hơi khó một chút, đưa tay lên, chống tay này mình vẫn chống nhá, mình làm trụ này, đưa tay ra sau và tay của mình làm trụ để bên dưới, và tay còn lại các bạn chống vào đầu gối chân phải, chân trái các bạn đưa ngang và lấy đà, chúng ta lấy đà. Nào, chúng ta làm đây đúng không, kết thúc ở đây đúng không, tay còn lại đặt đầu gối đưa ngang và chúng ta cái chân phải chúng ta lấy đà, chúng ta vẽ một vòng về đây và đứng lên đó lại nhá, từ này tưởng các này hai tay sang và 1 2 3 và dậy, đứng dậy, tay để ngang ngực, tay trái để ngang ngực này, lấy đà chân trái lên và ra sau, tay phải lần này tay phải đến chân gối, chân còn lại trượt ngang và vẽ, đứng dậy đó, chúng ta đứng này làm sao cái mông của mình ấy đi lên, chúng ta hướng lên và vuốt nhẹ một cái đó. Rồi kết thúc động tác này luôn, chúng ta kết thúc ở đây và tập tiếp theo đưa tay một tay của mình này, chúng ta mở lòng bàn tay ra, đưa sang và sang tiếp,
Chúng ta sang bên trái trước nhé. 1 và 2. Tiếp tục tay trái. Bây giờ tay phải của mình nhé. Chúng ta vòng, vòng. Tay chúng ta sẽ vòng ngang ngực, còn tay trái của mình sẽ vòng qua đầu. Được chưa nhỉ? Vòng, vòng qua đầu. Chúng ta làm những vòng qua đầu. Và chân của mình, chân trái của mình bước theo tay. Bước sang. Bước sang. Đó. Lại nhá. 1 và 2. 3 và 4. Chúng ta xoay một vòng. Đó, chúng ta xoay một vòng về đây. Về đây chưa? Chúng ta đánh hơi khó một chút nhá. 1 và 2. Xoay một vòng và chúng ta ngồi dần xuống, dần xuống. Tóc của mình sẽ hất một vòng. Hất một nhịp, hất một nhịp. Đó, chúng ta sẽ hất một nhịp và quỳ xuống, quỳ xuống. Rồi, dừng đây nhá. Chúng ta quỳ chưa? Quỳ. Và cái chân trái của mình chúng ta làm sao để đá, đá sang, làm ra chúng ta cái gương của mình ấy, nó sẽ song song với mông của mình, chưa nhỉ? Chắc chắc một chút cũng được. Các bạn vuốt từ mông xuống chân và thu về, chúng ta ngồi xuống. Đó, về vị trí này. Lại nhé. Từ đây nào. 1, 2, 3. Và đánh vòng. Quay đầu, quỳ xuống và đưa chân vuốt mông về đây và thu về. Các bạn đứng cho mình nhé. Chân phải của mình ngồi vuông góc, chân trái của mình cũng sẽ vuông góc. Vuông góc hết, chân chúng ta vuông góc hết. Vuông góc hết rồi, vuông hết gối. Tay của các bạn có thể để ra phía sau. Thống nhất cho mình là để ra phía sau nhé. Cả hai tay chúng ta phía sau. Và chúng ta đi từ ngực, chúng ta sẽ ướn từ ngực lên. Ngực nào từ ngực trước này chúng ta ướn lên dần, ướn lên và đưa mông. Chúng ta đi từ cầu vai của mình này, ngực này đến bụng và cuối cùng là mông của mình nhé. 1, 2, 3, 4. Chúng ta đã thích nhìn thấy rõ hơn một chút. 1, 2, 3, 4. Và ngồi hẳn xuống. Tiếp đó chân trái này khép vào. Khép vào chơi nhỉ? Khép. Và lúc này là toàn bộ cái lực của mình sẽ là nằm ở tay phải. Tay phải chưa? Rồi bây giờ tay trái của mình chỉ được vẩy vẩy. Chúng ta như kiểu xua xua đấy. Nhưng mà là hai lần, chúng ta sẽ làm hai lần thôi. Hai lần nhá. Chúng ta dùng cái đầu gối của mình này. Đầu gối chúng ta làm sao để cái hai cái chân này của mình sẽ chuyển sang, chuyển xuống sang phía bên phải. Đưa này. Chúng ta cố gắng ướt ngực lên nhá. Đưa. 1 và 2. Đó. Chưa nhỉ? Để lại nhé. Đưa này. Đưa. 1 và 2. Đó. Về đây. Và chúng ta tay trái chúng ta làm chụp và đưa hẳn mông lên. Lần này mông của chúng ta lại song song nhá. Vuốt, các bạn vuốt một cái này. Và ngồi xuống. Đó. Lại nhé. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8. Đó. Rồi. Tiếp theo, chúng ta nằm ở đây đúng không? Rồi tiếp theo này, khi mà chúng ta về đây, các bạn, này các bạn xua tiếp, xua như động tác vừa rồi. Động tác vừa rồi mình chỉ xua hai lần. Hai lần thì chân của chúng ta vừa nhúng. 1 và 2. Tiếp tục đánh, đánh chân chân phải. 1 và hai tay của mình muốn lên, đưa lên. Đó. Như này thôi. 1, 2, đánh của bạn lên. Tiếp tục tay trái của mình nhé. Bây giờ tay trái của mình sẽ nắm vào tay phải. Thử tay, mình nắm vào thử tay. Ở trên này là đánh ở bên trong trước, đánh ở bên phía tay trái trước nhé. Tay phải của mình. 1 và 2. Các bạn 1 và 2. Nhịp nhàng nhé. Tạch, tạch. Rồi ok. Tiếp theo, đưa tay, vuốt tay về sau và đưa mông đúng như vậy. 1 và 2. Tay của chúng ta này, cầu vai của chúng ta sẽ đưa ra sau. Đó, thử tay của mình hướng ra sau và đây, mông của chúng ta sẽ đánh ở bên tay trái nhé. Tay trái của mình này, đồng thời cái tay phải của mình đưa chân miệng, đưa ra, đó, đưa ra. Rồi, ta xoay về vị trí cũ. Rồi tiếp tục nhé. Từ động tác này. 1, 2, 3 và 4, 5, 6 và 7, 8. 7, 8 chúng ta về đây. Tiếp theo này. Về đây và lần này nhé, vai của mình. Có tiếp theo vai của mình này. Ta giật về phía trước.
về như chúng ta dần được bình thường đó, tay của mình là sao để cho cái nhịp rung đấy, một và đánh ra sau, đánh ra sau, tiếp theo đưa tay lên cổ, cổ nhất là phải miệng nhá, cổ cổ này từ từ tay của mình sẽ đưa về như chúng ta đang tự nắm cổ của mình đấy, hướng về kiểu tay của mình đang từ bên trên đúng không, hướng về bên dưới và mông mông này đi từ phải sang trái, phải sang trái, lôi chậm thôi, vẫn phải chậm thôi đó, đưa từ từ đây này, 1, 2, 3, 4 đó. Tiếp theo rồi, ok, tiếp theo này chúng ta đưa tiếp theo nhá, ok, tiếp theo này đưa 1, 2, 3, 4 và về đây mông chúng ta đang ở bên trái đúng không, đưa xuống, đưa chúng ta làm rõ các ra mông chúng ta sang bên trái, tay của mình nhé, tay tay trái, tay trái, ok, đưa vào mông ta vứt và tay phải đặt đặt trên chân phải rồi, ok, chân phải và về đây, về động tác này sẽ hơi khó một chút, tay của chúng ta này chỉ cần 1 và 2 tiếp theo đấy, 1 và 2 chúng ta làm 2 lần thôi, ngực của mình sẽ đi theo tay nhé, hướng lên tay của mình này, tay của mình sẽ hướng lên và hướng lên, chúng ta sóng người đấy, chúng ta chỉ cần sóng người như vậy thôi và tay của mình sẽ đi vòng tròn 1 và 2 đi nào, lại nhá, từ tắt nhá, rồi bắt tiếp theo nhá, mình làm liền động tác vừa rồi nhá, chúng ta tập ngược lại, 1 đánh xuống và đưa 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 hai tay lên cổ, nào mình làm lại liền động tác vừa rồi nhá, chúng ta giật giật tay, 1 đánh xuống và đưa tay lên cổ ngoái, đúng rồi, lơ thôi và về về bên trái, mông bên trái, tay để tay trái để mông bên trái, tay phải để mông phải, rồi tiếp lên lên chúng ta thẳng một tí, thẳng vào vòng 1 và 2 đó, ok, tiếp theo 1 và 2 rồi chúng ta dừng ở động tác này đúng không, đi này sóng người và tay này của mình nhé, tiếp tục nhé, tay trái của mình sẽ vỗ vào tay phải, sẽ vỗ vỗ và về phía sau, chân của mình là chân phải di chuyển theo tay, chúng ta vẽ vẽ về phía sau và về đây đó, mông của chúng ta tự động sẽ chuyển bên trái, bên trái, và chúng ta chỉ làm 4 lần này, từ mông này đưa này, 1, 2, 3, 4 có điều là mình sẽ đánh 2 nhịp trước, 1, 2 và 3, 4 đẩy lên 1 nhịp, đẩy lên 1 nhịp và đồng thời tay của mình sẽ đưa về phía trái của mình này, quay ra, mình quay ra và mình giật tiếp, chúng ta đẩy lên 1 nhịp và giật tiếp, đã nhá, 2, 3, 1, 2, 3, 4 và chân trái bước lên, chân trái bước lên, đưa các bạn đưa cái phần cái chân mông phải của mình, mông phải bạn đưa lên đó, chúng ta vươn lên đó, đi đi sóng người xuống, vươn lên này và đi xuống, thì tay hai tay đan ra ra vào nhau đó, và chân trái bước lên, chân 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 phải bước lên chân trái và đi sang tay tay bạn đưa lên này, 1 và 2 chúng ta thả xuống, rồi kết thúc động tác vừa rồi, chúng ta kết thúc ở vị trí này luôn, chân trái của mình bước lên trước, chân trái bước lên trước, nó bước hai bước, 1 bước 2 và chân trái bằng với chân phải, hai tay đan vào nhau, xuống xuống, ok, chân phải trước đánh 1 và 2 sau đó chúng ta đứng lên và tay đây nhá, đứng lên chân phải của mình, giờ chúng ta sẽ đi đồng lối chứ nhỉ, hướng về phía sân khấu chưa nhỉ, chúng tay của chúng ta sẽ bẩy theo chiều hướng chân, bẩy theo rồi vút qua đầu và chúng ta ưỡn ngực, đưa ngực ra đánh được hình tròn nhá, đưa sang và cuốn đó, tiếp theo là tay phải của mình bên trước ạ, chúng ta chỉ để chúng ta cố gắng nhé, để ở ngang ngực phần dưới của mình này, tay hai của tay và chân phải trước, phải chân phải thì tay phải đưa lên, còn ok tay phải đưa lên, tay trái và chéo tay của mình để ngang vai nhé, ngang vai chéo tay này và kéo, tiếp tục vuốt qua đầu, chúng ta chỉ
hướng về trước hương thôi, bước qua đầu kế rồi bước qua đầu và tiếp theo chúng ta đưa hai chân rộng bằng vai rồi đưa tay phải của mình đi, đưa vào và chân đưa ra, chân đưa ra và ngồi xuống tiếp tục đưa tiếp này, hai tay của mình sẽ làm trụ nhá, hai tay của mình làm trụ, đưa vào đầu gối và chúng ta đưa hai nhịp vào bên trong, đưa gối vào bên trong, đưa gối đó. Tiếp theo chân tay chân phải của mình, gối phải của mình chặt nhất và đưa tay trượt này, trượt sang rồi tiếp tục chân trái chặt mình trượt sang và xoay một vòng về đây đó. Lại nha, lên này, ta làm cái động tác vừa rồi nhá. 2 3 đi bằng vai lên phải trái đứng dậy và đưa tay ưỡn ngực và đi này, 1 2 3 và 4 rồi tiếp tục đưa 1 và 2 gối đưa vào trong hai lần nhá, trụ xuống kéo, trụ xuống kéo và cuối cùng xoay về đây tiếp tục đó. Chúng ta đưa 6 người xuống trước, 6 người xuống đó. Tiếp tục. Vậy là bài hướng dẫn của chúng mình đến đây là đã kết thúc rồi. Thì mong các bạn có thể học hỏi từ những video này và